chào các bạn nha. Rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nha. Hôm nay là chuẩn bị giải nha các bạn. Nên mình có nhận nhiều cái order người ta đặt tới mấy chục phao bánh cuốn cái nước. Sẵn đây mình làm và chia sẻ các bạn luôn nha. Đây nè, trước mắt các bạn là lòng khoai bánh nước nè, 5 phao nè, mình mới vừa làm xong nè. Các bạn thấy hấp dẫn không? Thấy chưa? Bánh nè, bánh vẫn mịn nè. Các bạn thấy chưa? Nóng hổi luôn, bột mỏng. Đây là bánh cuốn nha bạn, còn bánh nước là khác, bánh nước là nó không có nhân. Đó. Sẵn đây mình quay clip chia sẻ cho các bạn luôn. Có nhiều bạn hỏi mình là cái cách pha bột làm sao cho bánh nó ngon và sử dụng loại giấy nào để bọc cái bàn căng để tráng bánh và có khi là không lấy bánh được luôn nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ tỉ mỉ cho các bạn xem luôn. Và mình sẽ sử dụng một cái nồi. Cái nồi đó là mình đã, trước đó là mình đã dùng nó mình đổ, nhưng mà giờ mình buôn bán kiểu mà số nhiều quá nên mình không làm được cái nồi đó, mình đổi cái nồi khác. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái nồi đó cho các bạn coi luôn. Cái nồi đó mình mua ở Việt Nam đem qua, mà hiện tại bây giờ bên Mỹ cũng có luôn. Mình sẽ dùng cái nồi đó đổ chiếc bánh cho bạn xem và coi cái bánh nó tróc như thế nào và lý do tại sao nó không tróc. Mình sẽ chia sẻ tỉ mỉ cho bạn xem. Các bạn nhớ xem, đừng có tô qua, đừng có gì hết. Từ công thức pha bột tới cách tráng bánh rất là quan trọng. Đó, nếu các bạn nào mà thích bánh cuốn và bánh nước thì hãy cùng vào bếp và xem cách vợ chồng mình chia sẻ nha. Từ cách pha bột, liều lượng bao nhiêu và cách tráng bánh và làm sao cái bánh nó ngon. Ok, nếu các bạn thích thì cùng vào bếp làm với gia đình mình nha. Let's go. Đây này, mình thứ hai là 5 phao này, mình chuẩn bị ráp lại, chuẩn bị bữa nay giao cho người ta. Bữa nay là tới mấy chục phao rồi nha các bạn. Nhà mình là làm bột bánh cuốn là bánh nước rồi, bằng bột bánh cuốn của Vĩnh Thuận nha các bạn. Đây là một bịch bột là 400 gram, tương đương lại 14.1 ounce. Hôm nay mình mix 2 bịch bột nha các bạn. Nhằm theo dõi kỹ cái khâu này rất quan trọng nha các bạn. Một bịch bột mình cần bao nhiêu nước, mình cần phải pha thêm cái phụ gia gì và bao nhiêu vậy bột, pha một rau bịch tẻ này thôi. Pha luôn 2 bịch luôn đi. Tại có rất nhiều bạn là hỏi mình cái cách mà pha sao cho chuẩn, tại vì mình có nhiều cái clip mình chỉ bằng cái cách mà dùng cái chén để mà đo lường thôi, nhưng mà có nhiều bạn mà thắc mắc là muốn mình dùng cái mà cái những cái dụng cụ đo lường chính xác. Hôm nay mình sẽ dùng cái khắp nha các bạn, tại vì nó rất là quan trọng. Bánh cuốn bánh nước mà nó ngon hay không ăn thua cái khâu pha bột này nè. Mình làm những cách này để mình làm bán rồi, tại bánh rất là ngon nhưng mà có nhiều bạn làm không ra. Đó, làm bánh 2 bịch bột bánh cuốn Vĩnh Thuận. Ở đây là bột gạo tẻ nha, mình chuẩn bị là 1 gạo tẻ. Giờ mình lấy cái muỗng này mình đông nè. Đó, mình sử dụng cái này để mình đông bột bột gạo nha các bạn. Cái muỗng này nó để là 1/8 cup nè, nó để cho 30 ml. Bây giờ mình lấy một cái. Đây vậy nè. Một bịch là 3 muỗng này. Một bịch bột bánh cuốn Vĩnh Thuận 400 g là mình sẽ pha thêm là 3 cái muỗng 1/8 cup này.
cho một ít bột. Hiện tại là mình đang bữa nay mình mix là 2 bịch bột, thành ra mình phải cần là 6 muỗng. Đó là 2 bịch bột là 6 muỗng nha các bạn. Cho thêm muối đây các bạn. Muối này là mình sử dụng muỗng cà phê nha. Một bịch là nửa muỗng cà phê này nhỏ. Một bịch bột là nửa muỗng cà phê. Mà trong đây là 2 bịch. Giờ cái nước mình đông bằng cái này nè. Đây là cái ca này là cái ca này là đầy luôn là 4 khắp á. Đúng rồi. Cái này là mili. Còn cái này là khắp nè. Đó, các bạn thấy cái ca này là 4 khắp á. Đầy luôn. Một ca cho một bịch bột. Nước lạnh nha các bạn. Hôm nay mình pha 2 bịch bột Vĩnh Thuận này, 1 bịch là 400g. Thì mình sử dụng là có bịch là 4 khắp nước. Vậy là tương đương là 8 khắp nước. Mình sẽ lại để lại công thức trên màn hình nha các bạn theo dõi nha. Nhìn nè, hồi nãy một ca, giờ một ca nữa nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, bây giờ mình đánh cho nó đều ra. Sau đó mình đem mình để cho nó bột nó nghỉ khoảng là 7-8 tiếng. Nhưng mà nếu có điều kiện để qua đêm thì càng tốt nha các bạn. Các bạn thấy không, đầu tiên là nó đóng cục vậy. Các bạn quay từ từ nó đi cũng tan ra hết. Tại nó là nước lạnh mà nó hay đóng cục lắm. Mai mình có một cái đơn hàng rất là mình đặt là cái 3 mấy phao bánh nhìn các bạn. Sẵn đây mình làm mình chia sẻ cho các bạn coi xem luôn. Có nhiều bạn thắc mắc là tại sao mà cái công thức của mình chỉ mà nó không có rõ ràng, tại sử dụng chén được lúc 5 năm. Bữa nay mình sẵn dịp mình có cái đơn hàng đặt, mình làm ra cái clip này cho các bạn xem rõ hơn nha. Mình lúc nào cũng vậy, muốn chia sẻ cho các bạn là làm thành công thôi. Đâm ra mình thấy có nhiều bạn vô hỏi là mình thấy mình cũng thấy cũng áy náy, là mình quyết định làm cái clip thứ hai nha các bạn. Các bạn cố gắng theo dõi cái clip này cho kỹ, đừng có tua qua, tại tua qua là nó sẽ mất một cái hầu hay công đoạn là không làm được đâu. Rất là quan trọng. Còn về cái phần nhân thì các bạn sẽ thể coi được cái clip trước của mình, tại mình đã chia sẻ rất là kỹ rồi. Các bạn có thể vô cái clip đó coi là cái phần nhân minh của mình làm. Còn cái clip này mình chú ý là mình chia sẻ tỉ mỉ cái cách mà pha bột cho xem nó chuẩn, làm được cái bánh mà nó ngon, mà nó mềm, mà nó mịn nữa, chứ không phải là nó từ từ bỏ cái điều ra. Hai bịch này là ngày mai sẽ lên vô xong rồi chắc nước như thế nào, nó còn nhiều công đoạn nữa mình sẽ chỉ tỉ mỉ cho các bạn xem chắc nước như thế nào và thêm nước. Rồi, có nhiều nào. Bạn hỏi mình tại sao bây giờ nước nó lại ít như vậy mà sáng bữa sau mình chăm nước nó đầy. Nên hiểu rõ là cái bột của mình nó để qua đêm nó nghỉ thì bột nó sẽ nở ra.
rút nước bớt, nhưng mà sáng buổi sau mình chắc mình bỏ cái nước đó, mình châm cái nước mới lại nó sẽ đầy, nó lại khác. Cái đó là cái bí quyết các bạn nên theo dõi cho kỹ. Đó các bạn thấy chưa, bây giờ bỏng rồi, nó đã đều hết rồi đó. Mình không có thời gian thì mình để 6-7 tiếng, còn như mình có thời gian để qua đêm, bột nó nghỉ càng lâu thì ngon, nó nở ra mình đổ bánh sẽ nó ngon hơn. Đây nè các bạn, đây là bột mình ngâm từ tối giờ nè. Bây giờ mình chắc nước ra nha. Cái lượng nước mình bỏ ra bao nhiêu là một xíu mình châm là bao nhiêu nha. Mình phải sử dụng cái khóc này đo cho nó chính xác nè. Bánh cuốn nướng này nó cũng quan trọng cái khâu pha bột lắm nha các bạn. Cái clip trước mình cũng nhắc các bạn bao nhiêu lần rồi là mình phải để tỉ mỉ cái vấn đề pha này. Đây nè các bạn, mình bỏ ra là 2,5 cốc nước nè. Các bạn thấy không? Đó, cái nước mình chắc ra đó. Khi mình chắc ra rồi cái bột nó đặc rồi, mình phải quậy danh đều rồi nha các bạn. Đây nè, bắt đầu mình bỏ ra 2,5 cốc nước. Mình chắc ra, bây giờ mình đổ ngược lại là nước nóng, nước sôi nha các bạn. Cũng 2,5 cốc luôn. Đó, mình vừa đổ vừa quậy vậy đó. Tại cái nước mình đổ vô trở lại là bây giờ là nước sôi nha các bạn. 2,5 cốc. Đó, nó vậy thôi là đúng đó. Công thức nó chỉ có vậy thôi, nhưng các bạn phải làm cho chính xác. Rồi nó còn một chút xíu, một vài cái mẹo nhỏ trước khi mình tráng bánh, mình sẽ nói rõ cho các bạn xem luôn nha. Chứ nhiều khi mình nghĩ không phải là tại cái nồi của bạn, các bạn nào cái miếng vải không phải. Nhưng mà nó đây là cái nồi đầu tiên mà gia đình mình mua bên Việt Nam qua để tráng bánh nha các bạn. Nhưng mà sau này mình làm nhiều quá là cái nồi nó hơi nhỏ nên mình phải đổi cái nồi bự. Hôm nay mình sẽ làm dùng cái nồi này mua Việt Nam và ở chợ Mỹ, những cái tiệm bán đồ Asian của Việt Nam này có hết các bạn. Đây bên trong nó có những cái dầm sẵn nè. Cái nồi này hơi nhỏ, mình làm mấy mình kinh doanh mình bán đổ số nhiều thì nó hơi lâu, nhưng mà hôm nay mình sẽ dùng cái nồi này để hướng dẫn cho các bạn kỹ hơn. Đây là cái mẹo nè ba các bạn, mình và các bạn thấy cái miếng vải này không? Miếng vải nó này cũng là vải KT nhưng mà nó mai hai cái đầu. Đó là một đầu nè, bên đây một đầu nữa nè. Chỉ mình xong mình rút vô phân giữa. Nhưng theo mình nghĩ cái sợi dây này nó cũng không xài được đâu nha các bạn, cái dây này cột không bao giờ chắc được. Các bạn mà đổ bánh mà cái nó không lấy bánh ra được là một, là thứ hai nữa là bánh nó bị bể, là cái nguyên nhân là cái bàn căng này nó không căng. Cái này là miếng cũ của nhà mình nè. Đây cái miếng này miếng của nhà mình nè. Mình may chỉ có một bên thôi. Mình luồn dây vô chỉ có một bên thôi. Mình mua cái sợi dây dài mới á. Nhưng mà cái sợi dây á mình lấy sử dụng cái sợi dây dài. Cái dây cột dày mà mua cái loại mới mình cái loại nó xài. Cái loại như bằng vải vậy, nó không có bị tuột. Nó mới mềm. Còn cái này nè, nó cứng. Còn sợi dây này người ta làm ta bán sẵn nó cứng lắm, mình cột nó không có chắc. Nhưng mà ra nay, lúc mình đổ là nó không có được. Nhưng mà hôm nay mình cũng cột theo kiểu của mình luôn. Mình không có đó, cột theo cái kiểu của họ. Mình chỉ cột một bên thôi là nó mới chắc, nó giữ được cái bàn căng nó căng á thì mình bánh mới lấy ra được. Đó, bạn phải cột cho thiệt là chắc. Bạn theo dõi cái thao tác nè. Mình là không có giấu nghề hay là bất cứ gì, nhưng mà mình đã chia sẻ rất là tận tình. Mà có nhiều bạn là không để ý kỹ là vô comment là nói mình này kia nọ thì đâm ra mình cũng hơi buồn nha các bạn. Còn nếu mình đã giấu nghề là không bao giờ mình chỉ, không bao giờ mình chia sẻ trên đây đâu. Các bạn cứ yên tâm vào xem nha các bạn. Đó, nè, các bạn cột và thấy bạn cái bàn căng nó phải cứng vậy nè. Nó phải căng vậy nè. Các bạn cứ nghĩ coi nó lùng nhùng mà cái bánh này nó mỏng mà nó ướt nữa làm sao mình lấy được, nó sẽ bể hết. Rồi bây giờ mình sẽ đổ thử cái nồi này cho
bây giờ mình sẽ châm nước vô. Bây giờ mình chuẩn bị bắt nước, bắt cái nồi nước lên cho nó sôi nha các bạn. Cái này các bạn thấy nước này, nước mình nó bắt sôi sẵn, làm ra mình đổ vô cho nó sôi lẹ nha bạn. Đó, sau khi nước sôi là mình bỏ cái bằng căn vô. Căn trước khi mình bỏ vô mình trụng cho nó nóng đằng sạch sẽ ngoài nha các bạn. Đó, bây giờ mình đã bắt nước sôi sẵn rồi đó, mình châm vô cho nó lẹ chứ mình không có thời gian để mà chờ chứ các bạn. Còn nếu các bạn làm thì các bạn để cho nước lạnh thì nó sôi. Trong khi mình chờ đợi là cái nồi nước nó sôi đạt tiêu chuẩn của cái độ để nóng như vậy thì mình set up bột nè, cái thau bột nè. Các bạn theo dõi chỉ nha, kỹ cái công đoạn này nha, mình vẫn còn một cái bí quyết nhỏ nữa để các bạn có thể làm thành công nha. Các bạn thấy không, trước khi mình đổ bánh là may ra cái mình dụng cụ mình cái này là cái cây mình mua ở Việt Nam nha các bạn. Cái cây này là cái cây để mà người ta làm bánh kem á. Chia sẻ cho bạn biết cây người ta Việt Nam ta làm bánh kem á. Còn nếu mà các bạn mua ở ngoài chợ nó bán sẵn, nó cho các bạn một cái miếng tre thôi để các bạn lấy, nhưng mà thời gian sẽ hư. Mà cái này là rất là ngon, mà nó lớn nó dễ lấy lắm đó. Là mình đã chuẩn bị cho một chén dầu nữa nè. Dầu là chỉ mình tráng sơ trên cái dĩa, tha lên cái dĩa thôi. Mình chuẩn bị cái dĩa để cái bên đây nè, cái dĩa để cho nó dính. Nói chung là những cái công cụ là mình làm, là mình làm sao mình chia sẻ các bạn hết. Bao tay cũng tùy là bao tay nha các bạn, cái gì bao tay nó dính bánh luôn á, mà phải tha dầu vô bao tay nữa nha. Mình nhắc lại một lần nữa là các bạn phải xem kỹ cái video, đừng có tua qua là không có làm được. Nhiều khi các bạn comment vô hỏi mình không có thời gian trả lời, nhiều khi các bạn cũng buồn, nhưng mình cũng không thích chuyện đó nha các bạn. Mình chia sẻ rất là thật tình, không có giấu gì hết á. Hôm nay là mình có dịp chia sẻ bạn lần thứ hai, là vì bữa nay lễ nè, người ta mình đang nhận cái đơn hàng rất là nhiều, đổ tới mấy chục phao luôn nè. Các bạn nhìn cái thân cái chảo nhân không, hôm nay là 30-40 phao bánh cuốn là bánh ướt rồi nha các bạn. Năm nay mình không có để chia sẻ cái nhân được, nhưng mà cái clip trước mình có chỉ rất là cặn kẽ rồi, các bạn phải coi là cái clip trước rồi cách làm nhân nha. Hôm nay là mình chỉ chia sẻ các bạn là cách pha bột và cách nồi tráng bánh, và giới thiệu các bạn cái nồi này, cái nồi của Việt Nam. Nồi này ở dưới Boston và chợ Boston và những cái tiệm Asian của Việt Nam bán đều có hết. Nhưng mà mình nghĩ bạn theo dõi cái vấn đề bằng cái bằng căn của nó đó là quan trọng nhất. Rồi giờ thử cái nồi này coi. Các bạn theo dõi kỹ nha, đây là cái nồi, là cái nồi trước kia mình hay làm, nhưng mà cái miếng vải của nó là cái miếng vải của chợ nó bán luôn. Đâm ra mình làm một hai cái đầu mình thấy làm như nó không được tróc nha các bạn. Bột thì ngon nè, thấy không, bột thì ngon nè, nhưng mà nè thấy không, thấy cái độ kéo lên không bằng cái miếng vải cũ của mình. Cái miếng vải nó bị dính rồi nè, bột nè sát lì luôn á. Cái miếng vải nó không đúng nè, mà lôi cái bánh lên là nó bị dính vô miếng vải nè. Đúng rồi, cái gì cái vải này không, cái xài được, cái vải này không ngon. Có nhiều khi các bạn làm bột chính xác nhưng mà cái miếng vải này là không được. Đúng rồi, cái miếng vải này thất bại. Các bạn để ý nè, vẫn tráng bình thường nè, nhưng mà nó vẫn, để mình làm cái thứ hai cho các bạn xem nè. Cái căn của mình bỏ vô lọt không? Cái bột ngon nè, cái bột là vừa đúng luôn nha. Đó, cái bột nè. Các bạn thấy chưa? Nè, cái miếng vải nè, dở lên không dính nè. Đúng rồi, cái miếng vải nó bể hết trơn nè, lấy là không được. Cái vải mà nó theo cái nồi người ta bán là
không làm được. Bây giờ mình đổ cái miếng vải nè. Đây bây giờ mình sẽ đổi cái miếng vải khác nè các bạn. Cái miếng vải này là lúc mình mua cái nồi là nó cho kèm theo luôn. Đây còn cái miếng vải này là của nhà mình. Cái loại vải KT là mình hay chia sẻ với các bạn á. Mình hay dùng cái loại này. Đó, mình chỉ cột có một bên vậy thôi. Thấy cái bằng căng này nữa. Đó, bây giờ mình đổi cái miếng vải khác nè. Các bạn nhìn thấy cái miếng vải nó khác không? Có phải là bệnh mà nó lát không? Đó các bạn thấy chưa? Chưa, em nói mà thấy chưa? Không? Bây giờ đổi cái bàn căng các bạn thấy nó khác không? Lấy lên cái mộ nè. Các bạn nhìn những cái bàn căng nè, không dính một miếng bánh nào luôn. Ừ. Không. Bạn thấy chưa? Thấy chưa? Do cái miếng vải á. Cái đây là cái cách chia sẻ và khắc phục ổ bánh bị dính. Nè, các bạn coi nè, cái thứ hai nè. Ráng đầy ra luôn nè. Vẫn bình thường. Bột là không cần thêm bớt gì hết. Đó, mình chỉ không? Là chính xác. Có thấy mịn không? Không. Thấy chưa? Nè, thấy không? Những mặt bánh nè, mình lấy từ từ lên cho các bạn coi nè. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Không bể, không dính. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đây nè, các bạn nhìn cái mặt miếng vải nè. Mình đổ bột vô nè. Đó, rất là mỏng, mắt là ngon. Đó, miếng vải đây nè. Thấy chưa, thấy bánh chưa, pha một phát ăn luôn, thấy không? Đó các bạn thấy chưa? Đó. Bánh rất là mỏng nhưng vịn mà nó không có bị dễ bể dễ rách nha các bạn, không quá dai mà cũng không quá mềm. Đó, kéo lên nè, quan coi nè, kéo lên tự nhiên không bị gì hết. Đó, mình không có bỏ thêm cái chất gì đây đâu. Mình chỉ các bạn là từ bột Vĩnh Thuận mà. Không thấy không? Miếng á. Đó, cái bánh, thấy không? Các bạn thấy cái cây mình lấy bánh không? Nó cũng phải đúng của nó. Đó, đó, mình quay, thấy không? Các bạn thấy không? Bánh mỏng mà đẹp ghê không? Cái bàn căng này, thấy không? Do cái vải á. Cái vải này ở Việt Nam mua rẻ, đâu mất đâu. Vải KT thứ hình may áo sơ mi trắng học sinh đi học luôn nha các bạn. Nhưng ở Mỹ là mình không biết có không biết, nhưng mà cái vải này là mình cũng gửi mấy người ở Việt Nam ta mua giùm luôn á. Nhìn quá hấp dẫn. Một khay về là mấy phao? Một khay về là 5 phao. 5 phao tùy theo người đặt nha các bạn. Có người cái khay này mình đựng 4 phao, khi mình đựng 3 phao cũng có. Nhưng đúng mà cái khay này là 5 phao. Một phao là bao nhiêu tiền? Một phao là 8 đồng. Một phao bánh cuốn là 8 đồng nha các bạn. Còn bánh nước thì 6 đồng. Thì
đây đây là thuốc nước mắm của nhà mình nha. Hôm nay mình làm là 30 mấy phao, đâm ra một tô một thao nước mắm mình thấy ớt không các bạn, nước mắm chưa ngọt nha các bạn. Bữa nay đổ mấy chục phao em? Bữa nay chỗ 20 phao bánh cuốn, 10 mấy phao bánh ướt nữa. Chỉ có 2 cái tiệm neo thôi. Nhà mình ngày thường không có làm nha các bạn. Chỉ có người order mà số lượng mà nhiều nhiều thì mình mới đem ra mình làm nha các bạn. Chứ không phải là bán mỗi ngày mà đi delivery hoặc là đi vô từng tiệm mờ là năn nỉ ăn là không có nha các bạn. Này là người ta đặt sẵn không nè. Người tôi là mình cũng bận mà bà xã mình cũng bận lắm, đâu không có rảnh nha các bạn, nên cuối tuần mới làm mà gom gom ra nhiều nhiều mới làm. Chứ mà 4 5 bao đó một phao mình cũng không có làm nha các bạn. Các bạn có nhiều người hôn mình là kinh doanh gì kỳ, nhưng mà sau đây các bạn là mình không có thời gian, lại mỗi lần mà làm như vậy là bài biển cực công đó nha các bạn. Bữa nay là dồn lại là 30-40 phao đâu ra, từ đó mình nhiều chiều mình mới làm nha. Rồi sẵn là sắp chữ lễ anh mà người ta đặt người ta ăn. Cho tiệm mấy người thợ người ta ăn. Một tiệm không là 20 phao đó nha. Bạn thấy mình làm như vậy nhưng mà không phải là đơn giản các bạn, nếu mà không biết cách đổ là mấy chục phao là đổ cả ngày á. Đúng rồi. Nhưng quan trọng nó phải có cái bếp này nữa nè. Cái bếp của mình nó có nhiều cái kết hợp vô lắm. Thứ hết. Còn nếu mà các bạn làm nhà ăn thì từ từ đổ đúng không rồi. Sao nhưng mà nhà ăn ít ít chính là đổ một nếu mà mình bột, làm hai bình nhiều bột nó khác. Bạn thấy không, mình đổ là 2-3 cái thau bột này kia đâu phải đơn bột giản đó đâu, đó là chắc nước ra rồi chưa có thêm vô đó. Năm ra là đâu phải là mình đổ ít đâu, năm ra cái nồi mà cái cách đổ mà lúc được không mà đâu có được các bạn, là cái công thức phải chuẩn mà cái nồi cá cá nó phải được chứ đâu phải là mình bán mà nó phải mà làm tầm bậy mà ta ăn đâu có được. Bánh cuốn là tới 8 đồng một phao, bánh còn bánh ướt là 6 đồng một phao, nó đâu có rẻ các bạn, nhưng cái chính rất là ngon. Người ta ăn ta chấp nhận được thì cái giá đó người ta không có sợ. Nên mình chỉ các bạn những cái công thức này là chính xác luôn để mình kinh doanh các bạn, nếu mà chịu khó theo dõi thì bạn sẽ làm được. Đúng rồi, quan trọng cái bột đó là ra chính xác luôn á. À, nếu mà các bạn mà các cái đạt yêu cầu hết mà không được, phải coi là cái bếp của mình, cái độ nóng, cái lửa của mình đúng cũng, rồi, nó cái cũng, lửa nó, cũng nó phải ảnh hưởng. Cái lửa nó phải sôi. Đừng bao giờ đổ bằng bếp điện là có thể thất bại, tại cái nóng nó không có đủ. No, anh bếp điện hồi xưa em cũng có đổ, nhưng mà cái nhiệt độ lửa là phải canh được, phải canh cái lửa đó, nó sôi liên tục. Nói là nó là lúc nó nóng quá là nó ngắt cái bếp rồi cái nước nó giảm độ nóng lại, cái mình đổ là khi bánh nó không tróc. Ờ, hồi xưa mình đổ bằng cái bếp là so thì được á. Còn giờ cái bếp từ là nó cứ lên xuống nó ngắt là nó không có đổ được, khó lắm. Đúng rồi. Vô là ra, vô được cái nào là ra cái đó, nói chung hư là không có. Các bạn thấy em đổ từ cái vậy đó, một lần 30-40 phao bắt bạn đâu phải đơn giản. Nói chung cái gì cũng có cái chịu khó. Hồi xưa mình mới biết làm á, mình cũng làm lâu lắm. Nhưng mà hồi xưa không phải là nghề bán bánh nước. Đây bánh nước cái khay này chắc chữa đầy các bạn. Mình chắc chữa xong rồi đó, sáng giờ đổ về chắc chữa xong rồi, chuẩn bị đi giao nha các bạn. Sáng đổ 3-4 khay bánh cuốn rồi nhẹ tao bánh nước. Bếp này nó nóng là đổ lẹ lắm nha các bạn.
giờ nó lại mất ngon. Chuẩn bị xong. Ok, cái này là xong luôn nha các bạn. Giờ mình chuẩn bị vô set up với lại bỏ hành phi rồi làm chuẩn bị đi giao cho người ta nha. Đây thành phẩm buổi sáng giờ cũng gia đình mình nha các bạn. Đây là bữa nay tao rồi như đây nè. Giờ là trước khi đi giao mình có bỏ hành phi vô, bỏ sớm quá nó sẽ bị nhũng cái hành phi đó hết tròn không có ngon các bạn, là nó chảy nước hết. Mùi hành mới phi luôn. Cây này là 4 phao, 5 phao, 6 phao, 5, có hết nha các bạn. 5 không à, có cây này 7 phao, cái này 2 phao. Mình bỏ hành phi vô sau cùng hết. Sau cái này là bắt đầu mình đóng gói lại, rồi bắt đầu mình đem đi giao. Đây, mình thối nước mắm nè. Nước mắm này là mình cho free nha các bạn. Tùy theo cái lượng mà cân nặng của bánh cuốn và bánh nướng là mình cho nước mắm, chứ không phải mình ai cũng cho hủ đầy nha các bạn. Bánh cuốn thì ăn ít nước mắm. Hành phi mình trét lên. Rồi xong. Đủ chưa? Nhìn quá hấp dẫn. Nước mắm này mắm cho phi nha các bạn. Cái khay bự thì bỏ vô cái hũ bự, còn mấy người nào ít phao mình cho cái hũ nhỏ. Cái này là mình cho một khay 5 phao, 5 phao nè. Mình thôi thôi nước mắm thấy hết hồn. Cái ăn nước mắm này cũng phải biết cách làm ăn nó mới hợp, vậy là bánh cuốn bánh nướng vậy các bạn, chứ không phải là mình làm lơ mơ là nó ăn nó cũng không ngon nha. Bánh cuốn bánh nướng là ngon nhờ nước chấm nha. Đi giao bánh nha các bạn. Bánh nha các bạn. Đây. Làm bánh xong rồi lái xe thì giao bánh luôn. Ok, bây giờ mình tới tiệm nail của một người bạn mình nha các bạn. Đây mình mới giao cái đơn hàng cuối cùng nha. Đơn hàng này hơi nhiều nha. Cây chỗ này mấy cây? Cái bưng làm 2 lần. Nhiều quá, bưng 2 lần nha các bạn.
Ok, đây là cái đơn hàng cuối cùng nha các bạn. Là mình lên đây mình giao cho cái tiệm này là kết thúc một ngày làm việc của vợ chồng mình nha. Nếu các bạn xem video thấy hay thì hãy nhớ cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Và nhớ share cái video này cho nhiều người xem nha. Và các bạn nào thích thì gọi điện thoại bật nha, order. Mình sẽ coi nếu mà ở xa thì mình có thể là mình cho các bạn biết. Còn nếu ở gần thì mình làm được thì mình sẽ nhận order nha các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Tạm biệt các bạn. Bye.